tiếng ca đây đây tiếng đàn trường thiết tha. Tây Nguyên, một vùng đất đại ngàn, mênh mang hùng vĩ, có nhiều dân tộc cùng chung sống với truyền thống lịch sử và văn hóa rất lâu đời. Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tới nay Tây Nguyên đã đổi thay, hiện đại rất nhiều, nhưng các dân tộc Tây Nguyên vẫn trân trọng bảo tồn và phát huy giá trị như vốn quý cả về đất, về người và bản sắc văn hóa hết sức độc đáo của mỗi tộc người Tây Nguyên. Cư trú nơi đại ngàn hoang dã từ xa xưa, người Tây Nguyên quen sống trên nhà sàn để tránh thú dữ. Đặc biệt, nhà rông được coi như linh hồn của làng, giống như ngôi đình của người Việt, là nơi gìn giữ tục lệ tổ tiên, thể hiện sự trường tồn dân tộc. Tây Nguyên có một nền văn hóa bản địa phong phú và đa dạng, bao gồm cả chữ viết, trang phục, âm nhạc dân gian, văn hóa ẩm thực. Nổi bật nhất có đàn đá, cồng chiêng cùng các loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống cộng đồng và kho tàng văn học dân gian rất phong phú và đặc sắc. Tới nay đã sưu tầm được khoảng 622 bộ sử thi tại 1.000 buôn làng thuộc các dân tộc Ede, Gia Rai, Mơ Nông, Ban Na, Cham Hơ Roi, Sơ Chiêng, Sơ Đăng, Cờ Ho và Mạng. Trường ca Đam San dài 2077 câu là một trong những pho sử thi nổi tiếng nhất. Thác nước là một trong những báu vật độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Tiếng thác đổ rào rạt trầm hùng từ nhiều độ cao, hòa với những cảnh đẹp khác nhau, tạo nên sự hùng vĩ đa dạng, giàu chất thơ, chất nhạc. Những thác như Drai Nua, thác Drai Sáp, thác Drai Sáp Thượng thuộc tỉnh Đắk Lắk, thác Trinh Nữ thuộc tỉnh Đắk Nông, thác Đam Ri, thác Pren, thác Cam Ly, thác Bông Vua v.v. thuộc tỉnh Lâm Đồng là những thác đẹp nổi tiếng nhất Tây Nguyên. Thác nước cùng những con suối chảy len lỏi giữa những rừng cây rậm rạp tạo nên nhiều điểm đến kỳ thú, rất hấp dẫn du khách trong mùa ngoài nước. Xưa kia, Tây Nguyên là nơi có nhiều núi lửa hoạt động, để lại ngày nay nhiều miệng núi lửa trên cao nguyên, dưới lòng hồ, lòng thác. Núi lửa phun trào tạo ra đất đỏ ba gian, rất thích hợp để trồng những loại cây công nghiệp như cà phê, điều, hồ tiêu, cao su, chè, v.v. Tây Nguyên hiện có hơn 577.000 hecta cà phê, chiếm gần 88% diện tích cả nước, hơn 53.000 hecta hồ tiêu, chiếm hơn 50% diện tích cả nước. Sản lượng cà phê Tây Nguyên năm 2015 đạt hơn 1,34 triệu tấn, hồ tiêu đạt gần 97,7 nghìn tấn. Các loại cây công nghiệp khác như cao su, chè cũng có giá trị thương mại và xuất khẩu cao. Người Tây Nguyên quen sống trong những ngôi nhà sàn với nhiều kiểu nhà khác nhau như nhà dài của người Ê Đê, nhà vòm của người Mân Ông, nhà sàn của người Dài Chiêng, v.v. Cầu thang nhà của người Ê Đê có hình bộ ngực phụ nữ dành riêng cho nữ giới, vì dân tộc này xưa kia theo chế độ mẫu hệ, nam giới đi cầu thang riêng phía sau nhà. Người Tây Nguyên rất đam mê tạc tượng gỗ dân gian. Dù tượng được chế tác bằng công cụ thô sơ, thoạt nhìn có vẻ thô mộc, nhưng ngắm kỹ càng thấy đậm chất văn hóa truyền thống Tây Nguyên, nơi đại ngàn tràn đầy nắng gió. Tượng nhà mộ của các dân tộc Tây Nguyên hết sức phong phú và độc đáo. Quan niệm của người Tây Nguyên, chết là sự chuyển dịch thế giới của con người. Ở cõi âm, con người vẫn tồn tại và sinh sản.
nên phần lớn tượng nhà mồ đều mang đậm ý nghĩa phồn thực. Sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và văn hóa truyền thống là nét nổi bật nhất của các dân tộc Tây Nguyên, cho dù ngày nay Tây Nguyên đã thay đổi rất nhiều. Hồ nước trên Tây Nguyên cũng là những cảnh quan rất kỳ thú, mỗi hồ mỗi nét đẹp riêng. Có hồ như biển Hồ là miệng của một ngọn núi lửa đã tắt. Du ngoạn trên hồ Lác thường dùng thuyền độc mộc hay ngồi trên bành voi. Với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, voi là con vật quý hiếm nhất, là hiện thân của sức mạnh và sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Từ một giống vật hoang dã được bắt về khi còn là voi con, rồi được thuần dưỡng, voi trở thành người bạn thân thiết, giúp con người làm biết bao công việc vất vả. Voi tập trung nhiều nhất ở tỉnh Đắk Lắk, bản Đôn thuộc huyện Ea Súp, nơi quy tụ nhiều tộc người Mân Âu, Ê Đê, Lào, từ lâu đời đã rất giỏi săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Amakong là con rể vua săn voi Ithuknun. Trong suốt cuộc đời, ông đã săn bắt và thuần dưỡng được 298 con voi. Khi qua đời vào tuổi 98, những vật dụng săn voi của ông được gia đình tặng lại cho bảo tàng dân tộc học. Mộ Amakong tọa lạc trong nghĩa trang dòng tộc cùng mộ phần của hai vua săn voi khác tại Buôn Đôn là Ithuknun và Releuknun. Đàn voi ở tỉnh Đắk Lắk đã trở thành biểu tượng độc đáo của người dân bản địa. Hiện nay, cưỡi voi khám phá núi rừng Tây Nguyên là dịch vụ rất hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Có thể nói, voi là một thành viên thân thiết trong gia đình các tộc người Tây Nguyên, được chăm sóc chu đáo với tình thương yêu thực sự. Lễ hội văn hóa truyền thống Buôn Đôn được tổ chức 2 năm một lần. Trước khi khai mạc lễ hội, cúng sức khỏe cho voi là một nghi lễ rất độc đáo. Trong các lễ vật, nếu có trâu là sang nhất, còn bình thường là heo hoặc gà. Lễ vật kèm theo phải có 3 ché rượu cần, 1 chén gạo có gắn đèn sáp ong, 1 chén cơm, 1 bầu nước, 1 vài đĩa lòng lợn, xôi, tiết lợn, vân vân. Lễ cúng diễn ra sôi động trong âm thanh rộn ràng của những điệu múa cồng chiêng, là nghi thức cầu thần linh ban cho voi sức khỏe và để nhắc nhở những thế hệ tiếp nối phải biết quan tâm, chăm sóc và gìn giữ đàn voi. Voi là loài vật thông minh, biết đá bóng, ném gậy, kéo gỗ, biết bơi và có sức khỏe phi thường. Hội đua voi cũng được tổ chức 2 năm một lần trong một ngày vào tháng 3 âm lịch hàng năm, bao gồm nhiều môn thi khác nhau. Trong hội thi thường có từ 15 đến 18 chú voi tham gia đua tranh, trong tiếng chiêng, tiếng trống thôi thúc và sự cổ vũ rất nhiệt tình của đông đảo khán giả. Lễ hội đua voi không chỉ nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ, tài thuần dưỡng voi rừng mà còn phản ánh nếp sống mạnh mẽ, hồn hậu của những người dân cần cù, quả cảm ở Tây Nguyên. Những cột điện cao thế sừng sừng giữa trời cao, những nhà máy thủy điện với đập nước xả, bọt tung trắng xóa là minh chứng rõ nét về sự hòa nhập hài hòa giữa quá khứ với hiện tại và tương lai của một Tây Nguyên đổi mới ngày càng hiện đại.
Đà Lạt xứ mơ buông cánh áo, muôn hồng nghìn tía là lơi bay. Đá núi cài hoa trong sương lạnh, cây dại bên đường cũng biết trổ hoa. Giữa bạt ngàn những vẻ đẹp hùng vĩ ở Tây Nguyên thì Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng lại giống một đóa hoa duyên dáng tuyệt đẹp, làm sao động biết bao hồn thơ, hồn nhạc, hồn người. Năm 1893, bác sĩ Alexander Yersin đã phát hiện ra Đà Lạt. Trong nửa đầu thế kỷ 20, từ một địa điểm hoang vu, người Pháp đã quy hoạch và xây dựng lên một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, khách sạn và trường học, một trung tâm du lịch và giáo dục của Đông Dương khi đó. Trải qua nhiều thăng trầm, Đà Lạt ngày nay là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh Lâm Đồng, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của nước ta, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách tới tham quan và nghỉ dưỡng. Đà Lạt còn được gọi bằng nhiều tên khác như thành phố mù sương, thành phố ngàn thông, thành phố ngàn hoa, tiểu Paris hay xứ hoa anh đào. Hoa Đà Lạt có trên 300 loài, kể cả hoa trong nước và du nhập từ nước ngoài như hoa mai anh đào, hoa lan, hoa hồng, hoa ly, hoa lai ơn, hoa cẩm tú cầu, hoa bất tử, hoa cẩm chướng, v.v. Độc đáo nhất là vào mùa xuân có hoa anh đào được du nhập từ Nhật vào từ rất lâu, mùa hè có hoa phượng tím, mùa thu có hoa cúc vàng và mùa đông có hoa mimosa, còn gọi là hoa trinh nữ, biểu tượng của một mối tình si. Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức 2 năm một lần, thu hút hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước tìm về tham dự. Trang phục nữ Tây Nguyên có nhiều nét đẹp độc đáo rất riêng với việc sử dụng hai gam màu chủ đạo đỏ đen của các dân tộc Bắc Tây Nguyên và xanh đậm trắng của các dân tộc Nam Tây Nguyên, kết hợp với nghệ thuật thêu dệt khéo léo sinh động các loại hoa văn mang các hình tượng gần gũi với thiên nhiên. Trang phục thực sự đã làm tôn thêm vẻ đẹp khỏe khoắn, đậm đà và nồng ấm của các cô gái Tây Nguyên. Cổng chiêng Tây Nguyên có nguồn gốc từ truyền thống văn hóa và lịch sử hàng ngàn năm trước, là biểu hiện của tín ngưỡng, là phương tiện giao tiếp giữa con người với siêu nhiên. Từ rất xa xưa, tất cả các lễ hội trong năm, từ lễ thổi tai cho trẻ sơ sinh đến lễ bỏ mã, lễ cung máng nước, lễ mừng cơm mới, v.v. đều phải có tiếng chiêng, tiếng cồng. Cồng chiêng là vật thiêng, là tài sản quý, là biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có. Không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên trải dài trên 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng của các dân tộc Tây Nguyên, ngày 15 tháng 11 năm 2005 đã được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa truyền khẩu phi vật thể của nhân loại. Nắm chìm vào những âm thanh rộn ràng sôi động của cổng chiêng, nơi đại ngàn Tây Nguyên thực sự đã vươn đến đỉnh điểm tuyệt vời của sự hùng vĩ, chan chứa âm nhạc, thấm đẫm thơ ca.